đẹp trai, hát hay, đang rần rộ. Tôi dẫn ra thêm anh nữa, đẹp trai, phong độ luôn. Còn nói gì nữa, ngoài 4 em ngồi đó, 36 em ngồi đây cũng nao núng lắm. Hãy nhớ đến chương trình của chúng tôi, Tần Số Tình Yêu, được phát sóng vào lúc 21 giờ 35 phút thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Vâng, và đã gặp gỡ chàng trai đầu tiên. Xin hỏi em tên gì mà sao hát hay vậy? Quê ở đâu? Có bầu chưa? Xin chào anh Vinh ạ. Xin chào chị ạ. Em là Đức Anh và em đến từ Nghệ An. Sau tất cả, với từng ấy những khoảnh khắc cùng bước qua, chúng ta lại trở về là hai kẻ lặng thinh với chính chúng ta của hiện tại. Tiếc không? Có chứ. Dẫu gì cũng là một miền ký ức đẹp, hôm nay cũng chỉ mong kiếm tìm một chút rung động tần số để có thể nắm tay được một cô gái nào đó, tiếp tục hành trình yêu thương vô điều kiện này. Cái nghề em đang theo đuổi cũng là đam mê của em, là ca hát ạ. Em đang là ca sĩ chuyên nghiệp. Em đang là người đi hát ở phòng trà thôi, còn em thì em không dám gọi em là ca sĩ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là em chỉ làm đúng một nghề đó gọi là chuyên nghiệp rồi. Vâng. Còn em tên gì, ở đâu, làm nghề gì, có người yêu chưa? Em tên là Chí Đại, công việc của em hiện tại là một diễn viên và một MC. Bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có bồ? Tính tới thời điểm hiện tại thì vừa tròn 27 tuổi. 27 nồi bánh chưng. Dạ đúng rồi, chưa nóng tay ai bao giờ hết. Em có tin vào tình bạn khác giới không nè cô bé? Anh thì có đấy. Không những thế, một trong số tình bạn của thanh xuân khi ấy còn từng trở thành một mối tình đẹp. Nhưng cũng vì đẹp nên có nhiều tiếc nuối. Mong rằng tại thời điểm này, khi bản thân chẳng còn những hối hả vội vã, thì nhân duyên gặp gỡ tại Tần Số Tình Yêu sẽ chẳng còn nhiều tiếc nuối như ở tuổi chớm đôi môi. Chưa nắm tay bao giờ. Tin không? Tin không? Không. Không thể nào tin được. Không nắm thì không đúng. Làm công việc này nắm tay rất là nhiều người, nhưng mà thật sự tính tới điểm hiện tại thì em vẫn là một người độc thân, cho nên mới có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Còn em? Năm nay em 25 tuổi ạ. Thực sự về chuyện tình yêu của em thì chắc là hơi lận đận một chút. Từ khi em vào thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có nhiều người để em quan tâm và người ta quan tâm em. Nhưng mà hiện tại bây giờ cũng chưa phải là chuyên nghiệp đâu, nhưng mà người ta thấy em ở trên sân khấu khá là nhiều. Và người ta sẽ nghĩ là anh này là người của như này như kia, thì không biết là mình có của được anh ta hay không. Đấy, nên là đến tận bây giờ em vẫn đang ý. Nhưng mà em mong muốn tìm một người yêu như thế nào? Em muốn một người nào để đi xa cùng mình. Rồi vậy thì chị cũng mong là anh em kiếm được một người nắm tay em về ra mắt ba má. Còn bây giờ bốn đứa mình đẹp trai đẹp gái đi về thẳng cái ghế của mình để xem coi bốn cô ngày hôm nay là ai. Mời các em. Vòng đầu tiên của chương trình hôm nay có tên gọi là Đi Tìm Tần Số. Hãy cùng xem bốn hình dáng của bốn cô gái ngồi bên trong kia như thế nào nha. Xin mời. Mạnh tim kìa. Cô gái thứ nhất giới thiệu về mình. Xin mời. Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Em năm nay 20 tuổi. Công việc hiện tại của em là quản lý nhân sự. Em có một sở thích là ăn uống và nghe nhạc. Có một sở thích đặc biệt nữa là xem phim ma trước khi đi ngủ. Em đến chương trình này để tìm một chàng trai có thể thay thế cái sở thích đó của em. Ví dụ? Dạ, hát cho em nghe, em có thể dễ ngủ hơn. Rồi, mời bạn số 2. Dạ, em xin chào mọi người. Em là Thủy Tiên. Năm nay em 21 tuổi, em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay em đang là sinh viên của trường Đại học Văn Hiến. Sở thích của em là nghe nhạc, đi bộ, vẽ tranh. Và em tham gia chương trình này mục đích là để tìm kiếm tần số cho riêng mình và có thể cùng người ấy vẽ lên một bức tranh tình yêu thật đẹp. Em làm bên Google hả? Không, em số 2 này á là ngày xưa các bạn có nhớ là khi mà mình đi học á, cô giáo đọc lên và cái người sẽ được chọn để đọc lại, để viết chính tả cho đúng á, thì chị nghĩ em là cái người sẽ được chọn đọc lại rất là rành rọt từng chữ từng chi tiết một. Em học ngành gì ạ? À? Dạ em học kế toán kiểm toán ạ. À. Đúng, em nên học kế toán. Với giọng đọc của em thì không một người nào sai con số được. Dạ. Rồi mời bạn số 3. Dạ em xin chào hai MC ông Tơ bà Nguyệt đang xe duyên tần số cùng hai anh hoàng tử đang tuyển chọn ngoài kia. Trời đất ơi. Em chào luôn ban hội chị em gái cũng rất là hồi hộp với em trong này. Em tên là Huỳnh Đông Nghi.
Hiện em là sinh viên trường sân khấu điện ảnh khoa đạo diễn sân khấu. Em tuổi con mèo nhưng biệt danh là con ngé. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng quê gốc của em là miền Tây Long An, rất nổi tiếng với bài Dạ Cổ Hoài Lan. Em ca không hay, đàn rất là dở nhưng mà em có thể mạn phép hát được một bài Dạ Cổ Hoài Lan của quê em không ạ? Được em. Từ là từ phú tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra luống trong tình chàng, nắm canh mơ màng, em luống trong tình chàng, ôi gan vàng quặn đau ý à. Đúng như là giới thiệu luôn, em là một cô gái chân thật. Cho nên em rất mong là sẽ tìm được một ai đó dạy cho em hát. Xin mời bạn thứ tư, bạn cuối cùng. Em xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Hồng Thắm, năm nay em 25 tuổi, hiện tại em đang mở spa ở Hóc Môn. Không biết là hai chàng trai của chúng tôi sau khi nghe bốn cô gái giới thiệu về mình thì có ấn tượng với cô nào không? Đầu tiên thì theo đại nghĩ là ấn tượng với bạn thứ tư, bởi vì công việc của bạn đang làm đó là spa. Chị cũng ấn tượng giống như Đại là vì cái giọng của họ rất tự tin. Cái bên thì tôi hơi thú vị với cái bạn mà chân thật, tôi cao ngay, tôi đờ ngay cũng dở. Nhưng bạn đó lại chọn về nghề đạo diễn thì bạn đó óc tư duy rất là tốt. Vậy còn Đức Anh? Thực sự thì em lại là một người rất là sợ phim ma. Không dạ. Có một lần em cũng chia sẻ luôn là lớp 11 thì phải, em với một người bạn thân cũng con trai vào rạp xem phim, vào đúng xem kiểu trailer của nó, 15 phút xong đi ra luôn. Tại sao? Sợ quá. Nhưng mà đối với bốn cô gái ngồi trên này thì em cũng ấn tượng với cô số 4. Vợ lo cho mình đẹp tuyệt trần, cái lên sân khấu mình hát hợp lý, cái hợp đó lý. Hợp lý hơn hợp lý, lời giải thích lý. Đó hợp lý hơn. Rồi vậy là hai bạn cùng ấn tượng với bạn số 4. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xem thử là ốp lưng điện thoại của bốn cô gái này như thế nào. Hỏi luôn bạn số 1. Bạn ơi, sao bạn lại chọn cái ghế trống có con mèo? Dạ, cái đó cũng như là trong cái căn phòng của em, mỗi khi em đi làm về thì chỉ có một mình em thôi. Tại sao em lại chọn cuộc sống một mình? Gia đình em như thế nào? Ở đâu? Hiện tại gia đình em đang ở ngoài quê, còn em sống ở thành phố Hồ Chí Minh một mình được khoảng 2 năm mấy rồi anh. Anh chị ơi, cho em hỏi là hai bạn nam ngoài đó có sở thích như thế nào ạ? Đức Anh, sở thích của anh là không xem phim ma. Thích nuôi mèo không? Em thì thích chó hơn. Thấy chất chết rồi đó nha. Thấy là cái như là ông thích coi phim ma. Cho ta có con mèo cái ông đấy. Ông thích nuôi mèo, thích nuôi chó. Còn cho em bỏ chữa một chút. Bỏ chữa đi nè. Thì em thích chó hơn thật. Nhưng mà nếu mà bạn gái của em thích mèo thì cũng ok thôi. Nuôi mèo. Vâng, em cũng nuôi mèo được. Hai anh có thích ăn uống không ạ? Cá nhân Đại thì rất thích ăn uống. Theo mấy kiểu cảm giác gia đình đó thương. Dạ, anh thích món gì vậy? Miền Tây thì rất là thích thịt kho hột vịt nè. Khổ qua vô. Khổ qua hầm các kiểu chị ha. Đó, đúng đó là một trong những cái món mà cơ bản mà Đại rất thích. Còn nếu mà cơ bản nữa là qua xào trứng lẻ nhất. Anh cho em hỏi là anh có thích món miền Trung nào không ạ? Anh rất là thích mì Quảng. Thôi nói chung là cái sự ăn uống của em với lại chỉ Đại lát nữa bàn bạc lại. Bây giờ mình trở lại với bạn số 2 nè. Dạ. Không có ốp lưng luôn phải không em? Dạ đúng rồi. Bạn số 3 ơi. Dạ. Cái đó là ốp lưng hay là cái điện thoại không có ốp lưng ạ? Dạ, điện thoại em không có ốp lưng. Lý do em? Tại vì em thích cái sự mộc mạc vốn có của nó, với lại nó tập cho em tính giữ gìn đó chị. Với lại cái điện thoại này cũng là em mới mua gần đây. Điện thoại trước của em á, nó cũng có hình thù hoạt hình như các bạn, nhưng mà em gửi cho ba em nên thành ra em phải sử dụng cái này. Em để cái hình gì? Em để cái hình gì? Hình Pikachu màu vàng. Rồi ba cũng giữ cái địa hình mà có. Dạ, cái hình mà hoạt hình ở ngoài luôn. Dạ. Cho em hỏi thêm nữa nha. Anh Đức Anh, hồi nãy anh nghe em hát dở lắm đúng không anh? Dở lắm em. Dạ, vậy anh có thể mang em về dạy hát cho em không? Nghe hát xong thì anh có một điểm, gọi là một điểm cộng đi. Anh rất thích một cô gái tự tin về mình. Tuy rằng có thể hát không hay, nhưng cô ấy tự tin vào những gì cô ấy đang có và muốn người con trai kia phải yêu những thứ đấy của cô ta. Anh dạ, muốn như vậy. Đó cũng là quan điểm của em luôn đó anh. Bưng hai đứa về, đứa hát hay ơi là hay. Đứa hát à, Nhưng mà đổi lại em nấu ăn rất ngon. Đó. Nấu món bắt được không em? Em đang giỏi về các món miền Tây thì em sẽ giới thiệu ẩm thực của mình cho anh. Còn về em sẽ học thêm để cho anh được ăn món em nấu. Đúng rồi, chị trước đây là chị chỉ nhà nấu thôi. Nhưng mà khi mình lấy chồng Bắc á, thì mình hỏi ảnh thích ăn cái gì. Còn cái mình học từ từ là mình sẽ nấu được món Bắc thôi. Em đang định hỏi là anh thích ăn món gì á? Anh cần một người nấu cho anh ăn và anh ngồi ăn cùng thôi. Còn món gì thì miễn là người mình thương nấu cho mình là mình ăn à. Còn em hạnh phúc nhất là nếu mà người đó sẽ cùng nấu với em. Mà giờ yêu đương cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó có màu hồng hết trơn á. Anh phải tin em và cho em cơ hội chứ. Ý trời ơi.
tấn công như vũ bão luôn á trời. Còn nói gì nữa, hồi qua số 4 chị Đại ha. Ơi, em thấy là xác định ngay từ đầu rồi mà chị. Dạ, ăn gì cũng được, ăn gì đó. Cũng được rồi, xong rồi dạy hát dạy các kiểu nữa, dạy hát các kiểu. Em làm ơn chàng qua số 4 nè. Em đã chàng ngay từ đầu rồi chị. Số 4 ơi, dạ, bên ngoài hình như là em đang mặc áo dài đúng không? Dạ em bận một cái đầm ạ, nhưng mà có cái tài giống áo dài ạ. Rất là ấn tượng với những bạn nữ nào mà Việt Nam á mà thích áo dài và đặc biệt là mặc áo dài đẹp. Và cái thứ hai nữa đó là tóc dài. Thống ơi, người yêu lý tưởng của em mẫu như thế nào ta? Dạ người yêu lý tưởng của em thì em không cần phải quá đẹp về ngoại hình đâu ạ, nhưng mà trước tiên là em phải cần là một người tử tế, chân thành và biết tôn trọng người lớn, cũng như là sống chung thủy chứ đừng có hài lòng. Tại vì em sốc nội tâm lắm, như vậy em sẽ buồn, mà em buồn em sẽ giận, mà em giận thì em nóng tính lắm. Cho em hỏi là cái thời gian rảnh của mình là ngày nào ha? Mình là Đức Anh ha. Dạ. Thời gian rảnh của mình thì thường thường là vào buổi sáng, buổi chiều thì mình thường thường sẽ đi cà phê, đi một mình thôi và để nghe nhạc. Còn thường xuyên bận vào buổi tối, tầm từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối. Còn Đại thì tính chất công việc thôi, cũng giống gần giống như Đức Anh. Mình cũng đi phim với lại đi dẫn chương trình nhiều. Giờ giấc không cố định đó, đa số là mấy ngày cuối tuần, còn đầu tuần thì thường rảnh tập thể dục thể thao hoặc là học thêm một cái gì đó. Hai anh ơi, cho em hỏi thêm nữa là quan điểm về bạn gái của hai anh như thế nào ạ? Đầu tiên là phải tử tế, cái thứ hai là tính cách phải hoạt bát, rồi xong phải tự lập. Còn em thì cần một người con gái tự tin, biết san sẻ và biết thấu hiểu cho cuộc sống của nhau cũng như tính chất công việc của nhau. Chỉ là một cái ấp lưng điện thoại thôi mà chúng ta là nhìn và có ấn tượng, cũng như là những lời trao đổi và hỏi han thăm hỏi nhau để biết thêm về nhau nhiều. Vậy bây giờ chị muốn biết được cái màn hình khóa điện thoại của tụi em nha. Xin mời 4 cái màn hình khóa. Chị vẫn ấn tượng với bà số 4 nha. Bà số 4 ơi, Thắm ơi. Dạ em. Sao lại à, chọn hai ông bà già quéo vậy? Dạ bởi vì em thấy trước tiên là nhìn cái hình rất là dễ thương. Cái thứ hai là cái đó cũng là cái mơ ước của em, sau này sẽ có một người chồng và cùng sống với em đến già là lúc nào cũng quanh quẩn bên nhau hết ạ. Em có biết đó là cái đầu của trong già đó đó giống một người ngồi ngoài đây lắm không? Lý do tại sao bạn số 1 lại chọn cái hình nền này bạn ơi? Cái hình ảnh đó là ở dưới quê á chị. Ở trong đây ít khi mà em nhìn thấy được cảnh như vậy. Đây là bình minh phải không ạ? Dạ. Còn bạn số 2 thì hơi hơi rối rối bay bay. Tại sao ạ? Bạn thích tóc quăng quăng giận giận như vậy hả bạn? Dạ cái đó là tóc quăng tự nhiên của em đó chị. Đẹp vậy luôn hả bạn? Dạ. Anh Đức Anh á, anh có ngại yêu xa không ạ? Anh rất ngại yêu xa. Tại vì khi yêu thì anh chỉ muốn được gần người mình yêu thôi. Hai người gặp nhau nhiều thì có thể dễ dàng chia sẻ cho nhau những cái khó khăn trong cuộc sống dễ hơn. Vậy thì anh nghĩ trong tình yêu điều nào là quan trọng nhất với anh? Lâu lắm rồi mới có người hỏi anh câu này này. Bạn này hay nè. Chung thủy. Chung thủy. Tại tôi nghĩ cái bạn này bạn hỏi câu yêu xa thì tôi nghĩ cái câu chung thủy sẽ trả lời hợp lý với bạn. Vậy bây giờ mình chuyển qua bạn số 3 nè. Tại sao để hình hai con chim tới cưng vậy? Dạ em chọn hai con chim này bởi vì cá nhân em rất là thích thiên nhiên, thích những gì mộc mạc và thích động vật. Bạn số 1 ơi, có thể vào trong điện thoại của bạn được không ạ? Dạ. Bạn này cũng ít có cái app nhiều ha. Bạn ơi tại sao bạn chọn cái cây? Dạ em chụp cái này chuẩn bị bình minh nó đang bắt đầu lên á. Em thấy nó đẹp nên em để ở trong màn hình chính á chị. Sao em Đức Anh? Em có cảm giác bạn này rất cô đơn nha. Em cảm giác vậy luôn á. Em có phải một người sống nội tâm và cô đơn nhiều không? Dạ đúng rồi ạ. Em chia sẻ được với gia đình em à. Em có người thân không? Dạ em có chị ạ. Em có mẹ không? Ba mẹ em hiện tại đi ly hôn rồi ạ. Nhưng mà em là người ở gần mẹ hay em ở gần bố? Em ở với ba với lại dì ạ. Chị chia sẻ với em, con gái ở cái tuổi này là cái tuổi cần chia sẻ với một cái người nữ hơn. Nhưng mà nếu em tâm sự được là được. Ba có thể chu toàn nhưng ba không có nghe được cái thay đổi trong cái con người mình. Nói ra nhiều hơn nha em. Đừng để trong lòng, đừng chụp những tấm hình buồn. 20 tuổi à. Chị mong là sau ngày hôm nay cái màn hình của em nó có một cái gì đó màu hồng lên một tí, màu xanh, màu tươi lên nha. Rồi bây giờ cho chị hỏi qua bạn số 2 đi. Dạ. Bạn số 2 ơi, kéo dạ màn hình qua nè. Có cái bờ môi rất là đẹp nè. Quá trời đẹp luôn. Dạ tại vì cái tấm này là em cảm thấy rằng cái màu son này nó đẹp nên là em muốn chú trọng vào cái môi này hơn. Em có thể lướt thêm một chút nữa cho anh xem được không? Dạ. Ồ cũng đơn giản ha. Có đôi khi có những chuyện là em rất là đơn giản và em cũng rất là thích mộc mạc. Cho chị coi chút xíu hình của em được không? Dạ. Em thì em rất là thích sinh hoạt trên trường nên em có chụp rất là nhiều tấm chung với bạn bè và các hoạt động. Dễ thương vậy. Em là cái cô gái bận áo đen đúng không? Ảnh này chụp lâu chưa em? Dạ em chụp tham gia mùa hè xanh năm ngoái đó anh. Bây giờ mình chọn qua nhà đạo diễn nè, số 3 nè. Xanh xanh đằng sau là cái gì? Khu vui chơi du lịch gì em? Đây là một lần em đi làm chương trình tại Nha Trang á, nhưng mà có nghĩa là em chỉ được ra biển nhìn và phải đi về, em không có được tắm biển. Mà trong khi sở thích của em là muốn được chơi cái đó, cuối cùng là phải chụp lại để mình đỡ ghiền. Và từ đó là em để màn hình luôn.
Dạ, em muốn hỏi thêm về ngày sinh nhật của hai anh được không? Được chứ, em sinh nhật ngày mấy nên ta gửi quà? Anh 28 tháng 9. Lát rồi đẩy địa chỉ gửi quà tới luôn. Còn em chứ đại? Còn anh thì 17 tháng 5 qua rồi em. Rồi, bây giờ qua bạn số 4 nha. Dạ, bạn cá này thì em chụp ở công viên Nhật ở Hóc Môn á chị. Em thấy dễ thương cho nên là em chụp lại và nhìn tấm ảnh nó cũng nghệ thuật, là nhìn bạn cá hả miệng lên ngay bàn tay em luôn, cho nên là em đã bắt gặp được tấm này thì em làm ảnh đây, làm ảnh là bàn tay của em luôn. Dạ, em làm bên thẩm mỹ là đúng rồi. Bàn tay rất mượt và dài, cái ngón dài. Lướt qua màn hình cái nữa nè. Cũng không có gì vui chơi giải trí trong này. Thường nếu như em giải trí thì em sẽ làm gì? Em lên YouTube em xem những cái clip vui hoặc những cái chương trình có anh Trương Thế Vinh ạ. À, cảm ơn em. Chị đang định hỏi chương trình vui có coi chương trình chị không, cái nói coi chương trình Trương Thế Vinh cái muốn hỏi luôn, buồn hết sức. Tụi con có coi Trực Tử Mới của má không? Dạ có. Ở vậy tao nói fan gia đình thiệt, mấy đứa này thiệt ghét dễ sợ. Em số 4 ơi, cho chị xem một vài cái hình ảnh em là làm việc của em đi. Dạ. Có hình em bé, đó là em của em hay gì vậy? Dạ, hình em bé này là con của cô em ạ. Toàn là công việc thôi, không có chụp gì cho cá nhân mình hết. Dạ, em thì cũng thích chụp hình lắm. Nhưng mà khi em chụp thì em sẽ thường đăng trên mạng xong mà em xóa. Hoặc có những tấm hình mà em thấy đẹp, em sẽ rửa ra để làm album kỷ niệm tuổi thanh xuân của em. Em muốn hỏi hai anh là chiều cao và cân nặng của hai anh là như thế nào ạ? Đại cao 1m7, nặng 65kg. Còn anh? Mình thì cao 1m73 và... Chị nghĩ hơn chứ nhỉ? Không, em cao 1m73 đấy. 73. Dạ, em dày độ. Dày độ thử gai luôn. Em 63kg. Chuẩn luôn em. Hai anh có thích mẫu con gái là hay bận rộn không? Có ít thời gian để đi chơi á? Cái kiểu như là người con gái của gia đình đó chị. Công việc. Thực ra thì đôi lúc mà mình yêu nhau các bạn, không cần phải gặp nhau quá thường xuyên đâu. Một tuần khoảng 1-2 lần nữa thôi. Bây giờ hai bạn trai ngồi dưới đây, cảm giác ấn tượng với ai nhất chúng ta chờ trong giây lát. Trở lại với tần số tình yêu, hai chàng trai nghĩ là mình ấn tượng với ai nhất? Mời bạn Đức Anh. Số 4. Nói chung thì ai cũng thú vị hết, nhưng mà riêng mời đại kiểu như là cái gu á, là cái kiểu như của bạn số 4. Số 4 luôn. Kỳ này Việt Hương sẽ nhờ tới Trương Thế Vinh. Là một bạn trai thì bạn nghĩ là bạn nên chọn giữ lại ai ạ? Nhiệt tình nãy giờ là thấy con số 3 đúng không? Thì chắc xin phép là giữ lại con số 3. Và bây giờ mời gặp gỡ hai bạn nữ, số 1 và số 2. Tiếng cười khi còn non trẻ, bỗng dưng đến một ngày chợt trở nên khó khăn khi ta trưởng thành. Thì ra, ngày đó là ngày đánh rơi mối tình đầu năm cấp 3. Mất khá lâu để mở lòng trở lại. Ngỡ tưởng với trái tim đủ bình yên này, sẽ có một chàng trai bước tới. Nhưng anh lại chọn dừng ở ngưỡng tình bạn. Thôi thì, vạn sự tùy duyên anh ha. Cái nắm tay ngập ngừng, ánh mắt bối rối lướt nhẹ qua nhau, và cả từng giọt mồ hôi rịn trên trán khi biết có ai đó đang lén nhìn. Mối tình đầu của Tiên tự nhiên và kẹo ngọt như thế đấy. Nhưng rồi Tiên nhận ra, dù có yêu thương thật lòng, cứ đi lòng vòng rồi cũng sẽ lạc nhau. Hôm nay Tiên lạc mất cơ hội được trở thành cô gái của ai đó rồi đấy. Cái gu người bạn trai của em thì như thế nào? Dạ, gu của em là hơi bé con một chút xíu. Đây, trai chị, đứng lên coi trai. Lên sẽ đứng cho má coi. Các bạn thấy đó, tần số tình yêu của chúng tôi luôn luôn có 1.000 con người đứng đây chờ sẵn các bạn nữ, nhỏ nhỏ, dễ thương, xứng đào xứng kép không? Trai, về, về liền. Để chúng tôi chỉ nhá hàng nhẹ vậy thôi. Rồi còn bạn gái bên đây, cái gu của em là em thích sao? Dạ, gu của em đó là một chàng trai miền Trung, cao trên 1m75, tính tình chững chạc. Đó, kế bên em, người Đà Nẵng miền Trung, cao trên 1m75, hợp lý. Vớt luôn áo trắng đồng phục.
Chú nói cho con nghe, chú già lắm. Cảm ơn con đã thích một cái gu như chú. Cái tần số đó chưa rung tới các bạn, nhưng mà các bạn thấy đó, khi hai bạn xuất hiện là hai bên khán giả đều la lối, kiểu như khoái chí. Và có cả một anh chàng đã phóng lên đứng cạnh em luôn. Với lại chị nghĩ vậy nè, mới 20 hơn à, cho nên tương lai còn rất là dài. Đứng yên đó, sẽ có các anh tới tìm các em. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, dạ. Xin cảm ơn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai có tên gọi là thử thách của nàng, để xem hai cô gái này lựa chọn phải thử thách gì nhé. Xin mời. Sau khi lựa chọn ngẫu nhiên thì bạn số 3 sẽ biểu diễn một tiết mục vũ đạo, còn bạn số 4 sẽ trả lời nhanh trong vòng 60 giây. Bạn số 4 mời bạn sẽ cùng thử thách 60 giây hỏi đáp nhanh. Xin mời. Chào em, anh sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng ạ. Em có 60 giây nhé. Dạ. Anh sẽ đọc rất là rõ ràng cho em. 60 giây bắt đầu. Mẫu bạn gái của Đức Anh là gì? Mẫu bạn gái của Đức Anh. Chờ qua câu này đi. Món ăn ưa thích của Chí Đại là gì? Em quên. Quên luôn rồi. Quên. Ok. Luôn. Chàng trai từng có một tình yêu sét đánh tên là gì? Anh Đức Anh ạ. Sinh nhật của Chí Đại là ngày tháng nào? Em nhớ là tháng 9. Chàng trai có thói quen cà phê nghe nhạc một mình tên là gì? Dạ, Đức Anh ạ. Chí Đại chia sẻ khi yêu hai bạn nên gặp nhau khoảng mấy lần một tuần? Ở 2 lần một tuần. Bạn còn dư 8 giây, bạn đúng được 3 câu. Có 6 câu mà bạn đúng 3 câu là được rồi. Cảm ơn bạn, mời bạn về chỗ của mình. Rồi, bây giờ mời bạn số 3. Ca sĩ mà tự tin mà ngày xưa mà chị coi mà nhóm Mây Trắng, nhóm Mắt Ngọc rồi gì đó. Đặc biệt á, em lại chọn cái nghề của chị thích nữa. Dạ, em vô nghề này cũng nhờ chị á. Vậy hả? Tại vì trong một chương trình cũng có của công ty, thì lúc đó em là thí sinh, thì lúc đó em mới 16 tuổi à, thì chị có khuyên em là hãy cố gắng hơn nếu muốn vô trường sân khấu và phải chọn một cái bước đi cho vững bước cho mình, thì em không thể làm thi diễn viên hết, nên ra em cố gắng học để thi được đạo diễn. À vậy đó hả? Dạ, em cảm thấy bước đi này của mình đúng. Có đôi lúc á, chị sẽ có một cái lời khuyên rất là chân thật, có thể là làm tụi em đau lòng, tại lúc đó người ta đang thích mà còn khuyên khuyên ra không à. Và cuối cùng là em đã chọn như là chị mong muốn ha. Dạ. Chúc em thành công nha. Cảm ơn em. Mời em về chỗ của mình. Hai phần biểu diễn cũng như là trả lời nhanh gọn lẹ, thì không biết là hai anh chàng của tôi có sự chọn lựa nào khác không? Các bạn sẽ giữ lại ai cho mình? Mời quý vị giải lao trong vòng ít phút. Yeah, bây giờ thời khắc quan trọng, giải lao rồi, suy nghĩ rồi, hai em quyết định
giữ lại ai? Có thể cho em hỏi. Hỏi đi, muốn hỏi gì cũng được chứ. Bạn nghĩ gì nếu như người bạn yêu á vẫn còn ảnh của người yêu cũ ở trên Facebook của mình, để ở chế độ một mình xem? Câu hỏi của bạn rất là hay. Đối với riêng ai không biết, nhưng mà đối với riêng Thấm á thì trường hợp nó sẽ không chấp nhận được ạ. Còn bạn số 3 thì sao? Tùy mức độ của hình ảnh như thế nào. Ví dụ mình coi đó một người như người bạn thân cũ để lại thì em chấp nhận. Còn để lại để vương vấn tình cũ thì em không chấp nhận được. Em ấn tượng với cô gái số 3. Mời đèn của số 3. Cái sự suy nghĩ nó bắt đầu thay đổi, sao động chút xíu. Sao động. Bắt đầu cảm giác cô số 3 này bắt đầu thú vị hơn. Dạ. Bởi vì khi mà ra rất là tự tin và thể hiện cái cá tính riêng của mình á. Em ấn tượng với cô gái số 3. Số 3 luôn. Nói gì nữa. Mời hai em bước xuống dưới, quay mặt lên đây và chúng ta sẽ được xem mặt thật của hai bạn. Rồi mời hai bạn nữ. Hai đứa đứa nào cũng đẹp chứ. Đúng luôn. Bé số 4 là đẹp theo kiểu mà danh nhân. Còn bé số 3 cũng xinh xắn theo kiểu sinh viên. Hợp lý quá. Rồi mời tắt màn hình, mời hai bạn về chỗ. Mời gặp gỡ bạn số 4. Xin mời em. Tuổi đủ trưởng thành, đủ bình yên để thừa nhận sự cố chấp của bản thân khi xưa. Thì ra lý do của việc không buông bỏ chính bởi trong sâu thẳm lòng mình vẫn còn hy vọng. Cho đến một ngày nhẹ tên, em ngừng hy vọng để đón nhận một nhân duyên mới, thì lại lỡ hẹn tần số với cả hai bạn nam bên dưới rồi. Em dặn nhẹ anh cái, em xin mời hai anh tới đêm chăm sóc da cho hai anh cho thật đẹp để có bạn gái. Dạ, em mời hai anh đến tiệm em để chăm sóc da, để làm đẹp và để có bạn gái ạ. Em ra đây em có thấy ấn tượng với hai anh này không? Dạ, em ấn tượng với anh Đại nhiều hơn. Có thể chia sẻ là cái mẫu người bạn trai hay là người chồng tương lai của mình như thế nào không? Dạ, cái mẫu bạn trai của em như lúc nãy em đã nói là em không cần ngoại hình quá đẹp. Em chỉ cần một người gọi là chững chạc, tử tế, chân thành, biết tôn trọng người lớn. Đặc biệt đó chính là tự lập, tự lo được cho bản thân của mình, không nhờ vả vào gia đình. Có luôn em, trong chương trình chị có quay phim. Quay phim như vợ đâu, giơ tay. Nhiều lắm em nha, chị sẽ làm mai làm mối tiếp cho em sau chương trình này. Cảm ơn em đã có mặt ngày hôm nay, chúc Thấm là thành công trên con đường kinh doanh nha. Dạ em cảm ơn dạ, chị ạ. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn em. Và bây giờ là vòng 3, bí mật của chàng. Chúng ta hãy cùng khám phá hai chiếc điện thoại của Đại và Đức Anh nha. Xin mời. Đại ơi, trước đó em làm cái gì? Thật ra trước khi trở thành một diễn viên và MC thì em là một trong những hướng dẫn viên du lịch. Cũng thích công việc đó lắm, nhưng mà 3 năm về trước trong lúc dẫn tour thì đoàn của em là có 300 khách. Vô tình lần đó gặp tai nạn thì 3 khách đã bị qua đời vì bị ngạt nước á. Và từ đó em bị ám ảnh luôn, chuyển sang công việc MC tới bây giờ. Lúc đó cảm giác trong đầu em như thế nào? Em cực kỳ sợ, bởi vì ngay cái lúc chìm tàu đó thì em không biết làm gì hết. Trên tay cầm laptop, trên tay cầm tất cả mọi thứ để chuẩn bị chương trình gala trong buổi tối. Và sau cái đó thì cái kinh nghiệm của em khi một cái sự hỗn loạn xảy ra thì cần cái gì nhất? Cứ bình tĩnh, phải tìm cái nơi nào mà chống người để cho những người khác cứu. Đừng có nên vào những cái chỗ đông người, thì ví dụ như người họ không biết bơi á thì họ sẽ bám vào mình, thì mình sẽ đuối nước theo họ luôn. Nhưng mà thật sự 300 người mà cứu được như vậy anh cũng nghĩ là rất là may mắn. Chia sẻ với em về cái công việc đó, nhưng nhờ công việc đó em lại có nhiều kinh nghiệm sống hơn, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Như vậy thì em đã đi nhiều nè, gặp nhiều nè, thì những cái gì trong điện thoại của em ghi lại nó sẽ sâu sắc hơn. Chị mong muốn là được nhìn thấy cái màn hình của em. Thực ra thì hình của em á tất cả đều trên Facebook hết, trong album không có, tại vì bộ nhớ nó quá ít. Vậy cho chị xem hình Facebook được không? Dạ được. Trong Facebook cũng là thú vị lắm á, tại vì đi tới đâu á mình cứ hay chụp rồi mình up cho bạn bè xem luôn. Dạ đây ạ. Ai đó? Cái này là một trong những cái vai diễn em vừa đóng. Cái này em chụp mẫu cưới. Ồ, đẹp quá, cho chị xem một tấm đi. Dạ, đây là một trong những vở kịch em vừa diễn. Em đang diễn ở đâu ạ? Dạ đây là một trong những vở kịch cà phê thôi chị. À, kịch cà phê. Dạ đây là tấm hình cách đây rất là nhiều năm rồi, 4 năm về trước. Ồ, ôm nhôm nhách à. Lúc này còn làm hướng dẫn viên nè. Ờ dạ đúng rồi đúng rồi, lúc này còn làm hướng dẫn viên. Hiểu một ít về anh chàng này rồi con. Đức Anh, em vào đây bao nhiêu năm rồi? Em vào được hơn 1 năm rồi. Khó khăn gì khi em vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp? Khó khăn nhất là quãng thời gian đầu tiên của em thì em cũng chia sẻ là 1 năm về trước. 1 năm về trước em phải mượn tiền của bạn. Mượn bao nhiêu? Mượn có 1 triệu à. Có trả cho ông ta chưa? Dạ chưa.
Trời ơi, nhớ trả ngang một năm rồi mà chưa trả 1 triệu, coi cũng kỳ. Từ lúc em vào thành phố Hồ Chí Minh thì trong người của em chỉ có 1.500.000 đồng thôi. Mua vé như này như kia là hết mất rồi. Cũng phải bán cả laptop rồi như này như kia để sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em không quen ai hết, em không có tiền luôn. Em vào đây em ở đâu? Em vào đây thì cũng may mắn một chút là có họ hàng xa. Thế em ở ké. Vâng, em ở ké được 1 tuần. Nhưng mà khi mà mình ra ngoài sống, mình tìm được nhà rồi, chắc phải hơn 1 tháng. Em chỉ ăn mì gói không à? Và 1 tháng đấy em sụt mất 5 ký. Và trong 1 tháng đấy em cũng cố gắng tìm hiểu những nơi và đi hỏi xem ở đây có cần người hát không, rồi em cũng hát nhà kia. Thì thực sự là khi bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh rất là khó. Và chị có bảo em tại sao em gan vậy? Tại vì thực sự là trước đây thì em đã đi nghĩa vụ quân sự 3 năm rồi. Thì bố mẹ em làm nghề gì? Mẹ em thì nội trợ ở nhà thôi, còn bố em thì làm công an. Hướng em theo luôn. Vâng, thì em đã đi rồi, em đi được 3 năm rồi. Hôm nay em muốn nói gì bao? Con muốn sống cái cuộc sống mà con đang chọn, sống với âm nhạc. Từ nhỏ đến bây giờ em cũng ít nói chuyện với bố lắm, nhưng mà em biết chắc chắn một điều, bố em cũng rất là thương em. Và kể cả cái lúc mà em ra sân bay đi thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, em chỉ đứng đến một mình thôi, mẹ cũng ở nhà, bố cũng ở nhà, nhưng em biết chắc chắn một điều là bố em nó khóc ở nhà. Tại vì bố mẹ lúc nào cũng thương con. Đúng rồi. Em tin điều đó. Em tin vào điều và đấy. Và chị cũng tin là khi bố nếu có xem chương trình này, bố sẽ thấy em già đi hẳn. Sau 1 năm, Đức Anh đã già đi rất nhiều rồi đó chú. Con cũng không biết chú là ai, nhưng con mong là đây là một cái tần số và cái rung động thiệt. Nếu Đức Anh có quen một người bạn gái ở đây, có nghĩa là anh ta đã trưởng thành, anh ta có thể thành lập một cái gia đình, có thể chọn được cái nghề của mình. Và cũng như Đức Anh nói, sướng khổ bạn ấy chịu, đã xuống 5 kg ăn mì trong 1 tháng và đã đi cả cái đất thành phố Hồ Chí Minh này để kiếm được công việc làm thì không phải chuyện dễ dàng. Và con mong chú là cứ yêu Đức Anh như từ đó tới giờ, nhưng mà chú hãy cho Đức Anh chọn cái mà Đức Anh muốn. Em có hình gia đình không? Không. Tại sao đi xa mà không có hình gia đình? Ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều người yêu cầu em hát, thì là có những ca khúc liên quan đến gia đình, ví dụ như mẹ tôi hay gì ấy, em luôn luôn từ chối. Em sợ em không kiềm được cái cảm xúc của mình khi hát những cái bài đấy. Và ảnh cũng vậy. Nhưng mà nếu hôm nay yêu cầu em hát được không? Vâng. Cho chị một câu mẹ tôi đi. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi. Thôi chắc em sẽ hát như vậy. Nếu như ba của em thay đổi suy nghĩ, đồng ý và muốn em trở về để làm cái đam mê của em thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Em sẽ vui vì thứ nhất là ba đã cuối cùng đã đồng ý với con đường mà em chọn, nhưng mà em vẫn muốn làm điều em chọn với thành phố Hồ Chí Minh. Sống theo cái đam mê của mình cái đã, tại vì em mới 25 tuổi thôi. Nhưng nhớ là khó nhất, buồn nhất vẫn phải gọi điện về cho bố mẹ nha. Cho chị coi vài tấm hình trên cái máy em coi em làm gì trên máy đó. Dạ, em thì cũng như anh Đại thôi ạ. Là hình của em thì em post lên Facebook hết. Vô Facebook coi hình. Ở đây là Facebook của em ạ. Nguyễn Đức Anh, các bạn thân mến, ai có tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi, sinh nhật gì đó, gọi số điện thoại đó, Đức Anh sẽ xuất hiện liền ngay lập tức. Hợp lý, hợp lý. Cái này là cái thời điểm 1 năm trước khi em còn tóc. Và đây là những cái ảnh mà em hát, và đây là những ca khúc mà em cover lại ở trên kênh của em. Các bạn thích cứ comment vào đấy thì mình sẽ cover lại dành tặng cho các bạn. Các bạn yêu cầu Đức Anh hát bài gì, Đức Anh sẽ cover lại cho các bạn luôn nha. Kết bạn ồ ạt vô nè, chia sẻ cho mọi người nè. Chủ yếu toàn hình ảnh đi hát thôi. Vâng, ở Facebook của em thì toàn là hình ảnh đi hát thôi ạ. Hương nghĩ là hai bạn này đều có kinh nghiệm sống rất nhiều. Bây giờ chị nghĩ cái người khó khăn nhất số 3 trong kia. Vậy thì chương trình sẽ dành cho Đông Nghi một ít phút nha. Bạn sẽ tự khám phá hai cái điện thoại của hai anh chàng này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy cùng Nghĩ Di Lạc trong vòng ít phút nha. Bây giờ chúng ta cùng đi đến quyết định cuối cùng. Mời hai chàng trai đến đây. Giây phút hồi hộp, xin mời. Đây sẽ là một lựa chọn rất khó khăn cho bạn Đông Nghi. Bây giờ Việt Hương xin mời Đức Anh và Trí Đại giơ điện thoại mình lên. Và chúng ta sẽ đếm ngược nhé. 5. Cái cách mà bạn trình diễn rồi xong rồi lắc lư theo nhạc á, cảm giác bạn một người rất là dễ thương, cá tính với lại là rất là năng động nha. 2. Cô số 3 thì khi mà cô ấy bước ra em nghĩ trong là sao dễ thương vậy. 1. Một lần nữa đi bạn.
anh cần một người nấu cho anh ăn và anh vừa ăn cùng thôi. Còn món gì thì miễn là người mình thương nấu cho mình là mình ăn à. Công sức Hương với lại Trương Tế Vinh nói quá trời luôn. Đông Nghi đã không gọi cho ai hết. Vậy bây giờ chị muốn nghe cảm xúc của Đông Nghi. Dạ, thật sự thì sau khi nghe hai phần chia sẻ của hai anh, ở trong em rất là cảm động. Nhưng mà em cảm nhận em đã bị loại ngay từ những giây phút đầu á. Có nghĩa là bản thân em nó rất là hụt hẫng. Và em nghĩ nếu mà chỉ là một cái phần trình diễn tài năng nhỏ mà mấy anh đã đổi tiêu chí chọn em rồi, tự nhiên em cảm thấy cái sự lựa chọn đó nó không được chắc chắn và bền vững cho em. Trời ơi, đúng là đạo diễn không? Họ sẽ nhìn tổng thể. Tôi nghĩ Đông Nghi cũng có cái đúng. Tại hồi đầu thì hai bạn đều chọn bạn số 4. Bản thân mình cũng hơi bị buồn một tí. Và cái sự giải thích của Đông Nghi thì Việt Hương hoàn toàn đứng về phía em, là bạn với hai bạn này trước, rồi sau đó có tình cảm hay không tính sao. Đức Anh cho chị biết cảm giác của em như thế nào. Thực sự là từ lúc đầu thì mình có ấn tượng với cô gái số 4 thật. Nhưng mà lý do duy nhất mà mình chọn cô gái thứ 3 là tại vì mình hỏi câu hỏi cuối cùng đấy và cô ấy trả lời đúng như mình muốn, nên là cũng hơi buồn một chút. Em mong anh đừng giận em. Chí Đại, cảm xúc của em lúc này thì thật sự cũng đồng cảm với cái việc mà nếu như mà cương vị là một người đứng trên kia đến đây để tìm một nửa kia của mình thì chắc có lẽ là rất là hụt hẫng. Vậy thì bây giờ nha, hai bạn một lúc quay xuống nhìn Đông Nghi coi có phải là mẫu bạn gái các bạn đã muốn chọn hay không. Mời hai bạn. Hello em. Chào anh. Chào anh. Sao ạ Đức Anh? Em quay lại thì phải đây là cái người em muốn lựa chọn không? Xinh xắn, dễ thương, miệng mớm mớm, có duyên quá à. Đúng là có duyên thật. Anh không biết nói gì bây giờ cả. Với em nha, có thể sau chương trình này thì tụi mình kết bạn trước đi. Xong rồi ví dụ trong các hoạt động nghệ thuật mình vô tình gặp nhau rồi, hay là mình lại tiếp tục được những mối quan hệ khác thì biết đâu được. Em là đạo diễn mà, tương lai em sáng lắm. Biết đâu được, tự em tạo cơ hội cho em rồi sao? Một bên em mướn về làm MC trong chương trình của em, bên đây em mướn về hát trong chương trình của em, bên kia nữa kìa, diễn viên bên kia nó cũng ăn không ở rỗi lắm em. Lúc đó em đứng micro trên kia kìa, em sẽ nói là em là Đông Nghi đây, em là đạo diễn chương trình này, em mời ba anh về làm chương trình cho em ha. Dạ. Cũng được đúng không ạ? Thôi thì còn cái duyên nữa, còn cái tần số rung động do bạn gái nữa. Chúc ba em thành công trên con đường nghệ thuật ba em đã chọn. Chương trình chúng tôi thật là thú vị phải không quý vị? Có thể là không chọn là tình yêu, nhưng chọn là cùng tần số rung động là bạn bè. Và nhớ giờ phát sóng của chúng tôi là 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Sở thích của em là ăn ngon, mặc đẹp và đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Em rất thích Doraemon, rất thích phim hoạt hình. Thì không biết là hai em bên dưới ta nào thích phim hoạt hình giống em không ạ? Không phải, của em có màu hồng, nó tươi sáng mà nó đẹp dễ. Nhìn ngọt ngào, lúc nào cũng vui vẻ hoạt hình hết trơn đi. Mình đã có một người ông xã tuổi kèn lãng mạn với tôi. Dạ. Thì mình giới thiệu Hoàng cho nhỏ em mình ngồi hai nhá.